Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Mãi mê bắt hoa cưới, các cô gái suýt lao vào xe container chạy trên đường khiến tất cả thót tim. Trong đám cưới, ngoài những khoảnh khắc hạnh phúc của cô dâu chú rể thì màn tung hoa cưới cũng được mong chờ nhiều nhất. Thông thường, sau khi mọi thủ tục của hôn lễ kết thúc, cô dâu sẽ tổ chức tung hoa cho những cô bạn gái chưa kết hôn với ý nghĩa giống như trao gửi niềm hạnh phúc tới họ. Nhiều cô gái tin rằng khi mình bắt được bó hoa cưới từ cô dâu, nghĩa là mình đã chạm tới may mắn, tìm được tình yêu đích thực và sớm được mặc váy cưới lộng lẫy. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh màn tung hoa của cô dâu được chia sẻ rộng rãi, nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Theo đó, rạp của đám cưới được dựng ở ngay vỉa hè bên đường lớn đông đúc xe cộ đi lại. Cô dâu và hội bạn gái đang đứng tụ tập trước cổng rạp để chuẩn bị bắt đầu màn tung hoa được mong chờ nhất trong hôn lễ. Cô dâu đứng phía trước, tay cầm bó hoa, quay lưng lại. Đằng sau là hội bạn gồm gần 10 cô gái đang hớ hức chờ bắt được trúng bó hoa từ tay cô dâu. Ngay khi cô dâu tung hoa lên, tất cả mọi ánh mắt đều hướng theo bó hoa, các cô gái mải miết đuổi theo để bắt được bó hoa này. Đúng lúc này, một chiếc container lao tới, rất may không đụng trúng các cô gái. Khoảnh khắc được ghi lại khiến người xem không khỏi thót tim, sợ hãi. Đoạn clip ngay sau khi chia sẻ đã gây xôn xao khắp cộng đồng mạng. Thót tim luôn, đám cưới dựng ngay ở lề đường thế này, phải chú ý an toàn chứ. May mà không có chuyện gì xảy ra, mọi người nên rút kinh nghiệm, giữa đường nhiều xe cộ đi lại phải chú ý an toàn hơn, một số bình luận của cộng đồng mạng.